Trong năm 2019, lực lượng quản lý thị trường cả nước thông qua nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, giữ ổn định thị trường đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về buôn bán, kinh doanh hàng giả mạo, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tại một số điểm nóng về buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả mạo, vi phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường đã quyết liệt vào cuộc xử lý rất mạnh tay đối với các vi phạm. Năm vừa rồi thì lực lượng xuyên suốt từ trung ương địa phương thì đã kiểm tra xử lý rất là nhiều việc liên quan đến hàng giả, từ hàng giả của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và hàng giả được sản xuất ở trong thị trường nội địa. Đặc biệt là có những vụ việc mà kiểm tra thu giữ tại nơi sản xuất rồi phối hợp với các hãng nhãn hiệu nổi tiếng để kiểm tra xử lý, thậm chí là chuyển hình sự những vụ việc là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Thế nhưng hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi, xuất hiện không chỉ ở khu vực đô thị mà cả ở các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, làm méo mó môi trường kinh doanh. Nguồn lợi nhuận mang lại lợi cho cái việc kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu rất là lớn, cho nên các đối tượng vẫn dùng các cái biện pháp để đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Đối với cái thị trường vùng sâu vùng xa thì nó cũng có cái việc là lợi dụng cái sự thiếu thông tin về hàng hóa, về chất lượng mà các cái doanh nghiệp đó đưa những cái hàng kém chất lượng, hàng giả về cái vùng sâu vùng xa. Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã yêu cầu Bộ Công Thương quán triệt và chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 41 LQCP của Chính phủ về đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Đối với năm 2020, Bộ cũng xác định là quản lý thị trường vẫn phải thực hiện, thứ nhất là vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và phối hợp Ban chỉ đạo các địa phương để thực hiện các chỉ đạo trong công tác phòng chống buôn lậu và chống gian lận thương mại. Và thứ hai, chúng ta phải tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng để liên lạc tập trung đánh cái chống các cái khu vực địa bàn trọng điểm và các loại hoạt trọng điểm như Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, của lãnh đạo Bộ Công Thương, trong năm 2020, Tổng cục Quản lý Thị trường đã xác định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Thì 2020 thì chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào cái hoạt động chuyên môn, kiểm tra kiểm soát thị trường. Và trong hoạt động chuyên môn thì chúng tôi chọn việc là chống hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là trọng tâm trọng điểm. Sau khi Bộ Công Thương có chỉ đạo thì chúng tôi đã lên một cái danh sách ở 20 tỉnh thành phố trên cả nước. Và trong mỗi tỉnh thành phố này thì chúng tôi liệt kê cụ thể là ở địa bàn nào, chợ nào, quận huyện nào, để 2020 là tập trung chỉ vào những địa bàn đó. Hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ là một vấn đề có tính xã hội nan giải. Ngoài sự quyết liệt đấu tranh ngăn chặn của lực lượng quản lý thị trường, hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề này cần phải tiếp tục được bổ sung hoàn thiện. Đồng thời cần có sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các lực lượng chức năng có liên quan khác, của chính quyền các địa phương cũng như ý thức của người dân.